Gối gửi lại quý vị các bạn qua nhạc phẩm Chiều Hoa Vàng. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn giọng ca của chú Nam Quế rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, theo yêu cầu của gia đình của chúng tôi thì quý vị sẽ quay lại với giọng ca của